xin chào cả nhà, em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Như các bác cũng đã biết rồi thì hợp tác xã Gia Phúc Sen là cơ sở chuyên rèn thủ công các sản phẩm dao bếp, dao đi rừng và nông cụ. Thì cũng như là theo yêu cầu của các bác, hôm nay em cũng sẽ giới thiệu tới cả nhà một bộ dao bếp đang rất hot ở bên em. Cái bộ dao này thì sẽ có dập hoa văn ở cả hai mặt dao này, hai mặt của lưỡi dao, và đầy đủ chức năng để mà mình sử dụng trong gia đình luôn mọi người nhé. Ngoài việc các bác có thể sử dụng ở trong gia đình mình thì các bác cũng có thể đem tặng quà này, biếu cho người thân bạn bè thì cũng rất là ok. Đó, bộ này thì rất là hợp lý luôn ạ. Một món quà rất là thân thương và ý nghĩa các bác nhé. Bộ này thì sẽ gồm một cái cây chặt gà này, một cây dao thái này và một cái cây dao lọc thái mọi người nhé. Đây, bây giờ thì em sẽ bắt đầu em đi vào bộ dao, em giới thiệu cho các bác từng cây một luôn mọi người nhé. Cây dao đầu tiên mà em giới thiệu tới cả nhà là cây dao chặt gà. Đó, một mã dao chuyên chặt gà vịt này, chặt sườn này. Đối với mã này thì các bác mình cũng có thể sử dụng để mà mình thái thịt cũng rất ok nhá. Nhất là những cái bản thịt mà mọi người có thể sử dụng thịt nướng này, thịt BBQ này. Thì cái bản dao này mình có thể sử dụng để thái rất là tốt luôn ạ. Đó, chặt gà vịt này, chặt sườn đều rất là ok. Con này có mã là DCVGD và đang có giá là 399.000 các bác nhá. Đó, trên lưỡi dao của nhà em thì sẽ có dập chìm chữ HTX Gia Phúc Sen. Các bác có thể nhìn thấy kỹ hơn ạ, dập chìm chữ HTX Gia Phúc Sen. Và có tem chống giả như thế này. Đấy, tem chống giả như thế này. Các bác khi mà mình nhận hàng, các bác có thể mở hàng ra, các bác xem trước giúp em là có đúng đủ số lượng hàng không này. Đó, và cách nhận biết dao của nhà em có đúng là dao của bên em không thì mình mới nhận và thanh toán mọi người nhá. Bên em thì sẽ luôn hỗ trợ cho khách hàng một cách tốt nhất ạ. Đó, con này thì sẽ có dập hoa văn hai mặt ở trên lưỡi dao như thế này. Các bác có thể nhìn kỹ hơn giúp em ạ. Đây ạ, tất cả những cái hoa văn dập chìm ở trên lưỡi dao của nhà em nó đều sẽ là hoa văn nổi các bác nhá. Nhiều khi các bác sợ là cái việc dập hoa văn như thế này sau một thời gian thì nó sẽ bị bong này, hoặc là nó sẽ bị biến mất này. Thế nhưng mà trên dao của nhà em thì các bác yên tâm luôn ạ. Mình có dùng lâu dài thì cái vết hoa văn dập nó vẫn sẽ còn nguyên như thế này, vẫn nhìn đẹp. Đây ạ, thợ dập rất là tỉ mỉ luôn mọi người nhá. Cán con này thì sẽ là cán gỗ cẩm chỉ này, chốt và khâu thì sẽ là đồng thau mọi người nhé. Đây ạ, ở trên chốt thì em cũng sẽ có dập hoa văn cho mình một chút như thế này. Thứ nhất là nó đẹp và thứ hai các bác có thể nhìn thấy là nó sẽ đồng bộ với cả cái lưỡi dao ạ. Đó, cây này thì lưỡi dao nó sẽ dài vào khoảng 22cm mọi người nhé. Lưỡi dao dài vào khoảng 22cm. Và cái độ dày của sống lưng dao này, độ dày của sống lưng dao nó sẽ rơi vào khoảng 3 ly thôi. Dao chặt gà thì thường rơi vào khoảng 3 ly thì mình chặt gà vịt cũng rất là ngọt thịt và sắc rồi mọi người nhá. Sẽ cho ra được những cái vết cắt rất là đẹp ạ. Đây, độ rộng của lưỡi dao con này sẽ rộng vào khoảng 8-9cm mọi người nhá, 9cm ạ. Đó, ở đây thì em có đục lỗ cho mình luôn. Khi mà các bác sử dụng trong nhà bếp, mình sử dụng xong mình có thể treo lên rất là gọn và tiện dụng luôn mọi người nhá. Đó, em quay cận cảnh hơn cho các bác nhìn kỹ ạ. Đây là một cái bản dao chặt gà cao cấp của bên em. Không có cái cây thứ hai nào nhìn như thế cả. Em chỉ có một cái bản duy nhất là được dập hoa văn hai mặt như thế này thôi. Đó, nhiều khi các bác mình thích những cái mẫu bản trơn truyền thống, thế nhưng mà nhiều bác sẽ thích sự mới lạ như thế này. Đẹp và mới lạ, nhìn cũng sang nữa mọi người. Đó, bây giờ thì em sẽ chuyển qua cái cây dao thái nha mọi người ơi. Cái thứ hai mà em muốn giới thiệu với các bác trong cái bộ dao ngày hôm nay là một mã dao thái ạ. Mã này thì sẽ là dao thái bản vừa. Đó, mã này là DTD và đang có giá là 299.000 mọi người nhé. DTD 299.000. Con này thì lưỡi nó sẽ rơi vào khoảng 20cm thôi. Và cái độ rộng của phần lưỡi dao này nó sẽ rơi vào khoảng 5-6cm mọi người ạ. Đó, với một cái bản dao thái như thế này thì sống lưng nó sẽ chỉ dày rơi vào khoảng 1,5 ly thôi. Các bác có thể sử dụng để mình thái rất là linh hoạt và nhẹ tay mọi người nhé. Đó, cán con này cũng sẽ là cán gỗ cẩm chỉ này. Các bác có thể nhìn kỹ là cán gỗ cẩm chỉ mỗi cây nó sẽ có một vân khác nhau. Bởi vì là cái vân gỗ tự nhiên của nhà em mà, thế nên là không thể nào mà cái cây dao nào nó cũng cùng một vân được. Nó sẽ hơi khác nhau một chút. Đó, chốt và khâu thì sẽ là đồng thau này. Đây, ở trên khâu thì em cũng sẽ có dập chìm hoa văn như thế này, nhìn đẹp và đồng bộ với cả bề mặt của lưỡi dao mọi người nhá. Cây này thì cũng sẽ được dập hoa văn ở hai mặt như thế này. Đó, nhìn rất là đẹp mọi người nha. Con này mình có thể sử dụng để mà mình thái thịt, cá này, thái rau củ quả cũng rất là ok. Trên lưỡi dao của nhà em thì đều sẽ dập chìm chữ HTX Gia Phúc Sen như thế này. Và có tem chống giả. Nhiều anh chị là mình tò mò, thắc mắc là không biết là làm sao để phân biệt được lưỡi dao nào của bên em này. Đấy, để mà khi nhận hàng mình còn mở ra mình kiểm tra.
thì em cũng giới thiệu với các bác luôn là các bác có thể mở ra các bác xem. Thứ nhất là sẽ có dập chìm chữ Hattic Dao Phúc Sen ở trên lưỡi dao như thế này. Các bác có thể dùng check qua iCheck hoặc là Zalo bằng tem chống giả của nhà em. Và khi mà em gửi hàng cho các bác, ở trong hộp thì em cũng sẽ kèm theo một tờ hóa đơn và có dập dấu đỏ của Hattic Dao Phúc Sen các bác nhé. Ở trên cái cây này thì em cũng sẽ có đục lỗ cho mình luôn này. Các bác dùng xong mình có thể treo lên cũng rất là tiện dụng mọi người nhé. Bản này thì sẽ là bản vuông truyền thống thôi, thế nhưng mà sẽ được dập hoa văn ở hai mặt như thế này, nhìn sang trọng và đẹp hơn mọi người ạ. Cũng sẽ hạn chế việc bám dính thức ăn ở trên dao hơn, tốt hơn. Đó, cây dao Thái 299.000 thôi ạ. Đây, tiếp theo thì trong bộ dao này em sẽ giới thiệu tới cả nhà một cái mẫu dao chuyên Thái lọc. Đó, mã này là DLD và đang có giá là 329.000 các bác nhá. Con này cũng là cán gỗ cầm chỉ này. Cái vân gỗ nó sẽ khác hai cái kia một chút, nhẹ nhẹ thế nhưng mà nhìn nó vẫn rất đồng bộ và đẹp đúng không mọi người. Con này thì chốt và khâu thì cũng sẽ là đồng thau ạ. Đây, lưỡi dao thì sẽ được dập hoa văn ở hai mặt như thế này. Hoa văn cũng là hoa văn nổi nha mọi người ơi. Hoa văn được thợ nhà em dập rất là tỉ mỉ luôn ạ. Sẽ có dập chìm chữ Hattic Dao Phúc Sen và tem chống giả. Các bác có thể thấy là tất cả những cái con dao của nhà em thì đều có dập chìm chữ Hattic Dao Phúc Sen và có tem chống giả mọi người nhá. Hai mặt thì đều được dập chìm hoa văn như thế này. Đây ạ. Con này thì cái lưỡi dao của nó sẽ rơi vào khoảng 19-20cm độ dài của lưỡi dao. Đó, độ rộng của lưỡi dao thì sẽ rơi vào khoảng 4cm thôi mọi người nhá. Con này thì sống lưng nó sẽ dày 1,5 ly thôi ạ. Mỏng nhẹ, mình có thể sử dụng để lọc thái rất là tốt. Đây, các bác có thể nhìn thấy phần lưỡi dao như thế này, nó sẽ nhọn. Mình có thể sử dụng để lọc thịt cá này. Đó, các bác có thể sử dụng để mà mình thái cũng rất là ok này. Thái thịt cá, rau củ hoặc là gọt hoa quả. Đây, em cầm như thế này thì nó vẫn sẽ có những cái điểm tí tay. Các bác có thể nhìn thấy điểm tí tay như thế này. Thì mình gọt hoa quả cũng rất là tốt và đưa tay mọi người nhá. Cây này thì chắc chắn là nhỏ gọn và linh hoạt rồi. Đây ạ. Bộ dao ngày hôm nay em giới thiệu tới mọi người sẽ gồm 3 cây như thế này thôi. Một cây chặt gà, một cây dao thái và một cây thái lọc. Thật ra thì trong gia đình mình sử dụng thì em thấy là các bác cũng hay sử dụng những cái mẫu dao này là chuyên dụng nhất rồi. Đấy, dao chặt gà vịt này, dao thái và dao lọc mình sử dụng là đã đầy đủ những cái chức năng mà mình dùng trong gia đình thường ngày rồi. Với cái bộ dao này thì ngoài việc các bác có thể sử dụng ở trong gia đình này thì nhà hàng mình dùng cũng ok, hoặc là các bác sử dụng để mà mình có thể đem đi tặng biếu người thân bạn bè thì cũng rất là tốt. Bộ này thì rất là đẹp. Thế nên là nhiều khi các bác hay hỏi em những cái bộ mà hợp để làm quà tặng thì em sẽ giới thiệu cho mọi người bộ dao này. Bộ này là bộ cao cấp của nhà em. Thì các bác có thể thấy là cái dòng dao mà dập hoa văn hai mặt như thế này, nhà em thì sẽ chỉ có duy nhất bộ này thôi. Chỉ duy nhất có một bộ như thế này thôi các bác nhá. Đó, cả bộ dao ngày hôm nay em giới thiệu tới cả nhà đang có giá là 1.027.000. Các bác lấy cả bộ trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giảm cho mình còn 925.000 thôi mọi người nhá. 925.000 cho một cây dao chặt gà, một cây dao thái và một cây dao lọc. Đó, mình sử dụng, mình đã dùng đủ cho gia đình rồi. Tất cả những cái lưỡi dao của nhà em thì đều được đập rèn thủ công từ thép nhíp siêu tô ngang nguyên khối các bác nhá. Đây ạ, ba cái lưỡi dao này đều được đập rèn thủ công từ thép nhíp siêu tô ngang nguyên khối. Thế nên là các bác yên tâm về độ sắc bén và độ bền của dao. Cán là cán gỗ cầm chỉ này, chốt và khâu thì sẽ là đồng này. Đó, ở đây thì em sẽ có giới thiệu thêm cho các bác là một cái mã thớt của nhà em. Nhà em hiện tại thì cũng đã mở bán kèm thớt được khá là lâu rồi. Đây, cái mã thớt mà em đang đặt ở trên bàn này là thớt gỗ tách. Đó, hiện tại thì cái bản thớt gỗ tách mọi người cũng đang sử dụng rất là nhiều và được ưa chuộng. Thứ nhất là nhìn nó sang và đẹp, các bác có thể thấy từng cái vân gỗ lên nhìn rất là sang và đẹp. Hoàn toàn là cái chất gỗ nhập khẩu tự nhiên nha mọi người, gỗ tự nhiên nhập khẩu ạ. Đó, thế nên là nhìn sang và đẹp. Thứ hai là cũng sẽ sạch sẽ và gọn gàng cho mình. Cái thớt gỗ tách này thì nó sẽ nhẹ hơn thớt gỗ nghiến mọi người nha, nhẹ hơn một chút ạ. Các bác có thể sử dụng trong gia đình để mà mình cắt thái trang trí, hoặc là mình sử dụng dòng thớt chuyên để chặt thái cũng rất là ok. Đó, các bác có thể sử dụng trong gia đình những cái size nhỏ nhỏ vừa vừa là xinh rồi này. Bản thớt gỗ tách này thì các bác có thể yên tâm là không sợ nó bị mùn mọt này, và cũng không lo ẩm mốc mọi người nhé. Hạn chế ẩm mốc rất là tốt và mình lau rửa vệ sinh cũng rất là dễ dàng nữa. Bảo quản thì rất là đơn giản thôi. Đó, nếu mà bác nào mà ưng thêm những cái mã thớt thì mọi người có thể nhắn cho em hoặc là gọi điện cho em theo số điện thoại 0987240733 thì em sẽ tư vấn cho mọi người một cách nhanh nhất và chọn cho các bác những cái bộ dao này, con dao hợp lý nhất, cái thớt mà hợp lý nhất để mà mình sử dụng trong gia đình mọi người nhé. Còn trong cái video ngày hôm nay thì em xin phép các bác em dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Mọi người nhớ ấn like và
theo dõi kênh của em nha mọi người ơi. Các bác bật thông báo để theo dõi những cái video mới nhất của em. Còn các bác mà muốn em lên thêm video nào hoặc là cây dao nào thì mọi người để lại comment giúp em nha mọi người. Thì em sẽ cố gắng em lên theo nhu cầu của các bác ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye mọi người.